dù hôm nay thời tiết 40 độ nhưng mà trong cái khán phòng này tôi thấy là rất đông mọi người. Anh Phát, anh Sớt cũng như là nhà bà Hào Đức, rất cảm ơn mọi người đã có mặt bớt chút thời gian này không ngại mưa nắng đến tham dự cái buổi Tech Day 2018 ngày hôm nay. Và các bạn có thể phát triển nó, thương mại hóa nó, và có thể biết đâu các bạn sẽ trở thành những tỷ phú về công nghệ của Việt Nam. Mỗi buổi đêm mình đều chơi. Và các bạn thể add next team của mình trong nước thì mình sẽ chia sẻ mọi người nếu mà muốn tối nay chúng ta cùng nhau quẩy. Đây là cạc 1060 Street. Và nó to như cả bố Hạ Hải luôn. Vậy thì bạn nào có thể kể tên một hoặc hai điều đi. Một cái công nghệ mà Gearbuy đang sở hữu và làm bên tên tổ Gearbuy đó là chính là công nghệ siêu bền. Thì bạn nào có thể kể hai điều đặc biệt công nghệ siêu bền không? Ok, mời bạn áo xanh. Em đừng nói to luôn cho giúp anh. Ok. Ok, rất là chính xác. Em hôm nào có đi sự kiện Gearbuy không?